bánh mì nữa nè các bạn. Đây bán bánh mì rất là ngon nha các bạn. Các bạn nào thích ăn bánh mì thì hãy ghé đây nha. Chút nữa mình sẽ review cho các bạn biết luôn, rất là ngon, mình cũng hay ăn lắm các bạn. Ở đây chứ không bằng chỗ đó luôn các bạn. Chả lộ với lại ba tê rất là ngon các bạn, với lại nem với lại nguội các bạn. Giờ mình đang thử món các bạn nghe. Review rất là nhiều món nên mình với cameraman đó rồi nửa ổ các bạn. Bán rất là ngon nha các bạn.
các bạn hãy ghé ăn ủng hộ cô nha. Mình nhớ tiền cô chỉ có 20 các bạn, mà rất là nhiều topping luôn. Rồi mình review cho các bạn coi cái hộp xôi tuần này nó có gì nha các bạn. Hộp xôi này có 20k thôi các bạn. Xôi ba phương nha các bạn, chứ không phải là bà phương các bạn. Nãy mình nói muỗng đây. Bên đây có da gà nè các bạn. Bên đây có da gà nè các bạn. Da gà, đặc sưởng, đậu, chả lụa, thịt gà xé nha các bạn. Rồi giờ mình ăn thử coi nó như thế nào các bạn. Nem nướng bạn. Cái mẫu lấy chai cho anh ơi.
Đúng đi. Thôi đi anh tầm xa gì anh 31 32 không anh? Thử hoàng sao nay giờ vô đây rồi. Có này sao bố này của anh bán giùm cho bà chị em anh. À, bận quá sao bận. Dẫn quán sao ngoài đó phải không? Dạ dạ. À, sao ngoài vẫn bán. Ờ bận má anh. Đây mới cho bà. Hai nay mình đi vô chợ rồi giờ mình đi ra rồi chỗ Bạch Đằng ở sao Bạch Đằng các bạn. Ở đây thì bán rất là nhiều bạn. Bò nướng lá lốt bỏ chai rồi. Chú bán kem khói các bạn. Hồi đó giờ mình chưa có ăn kem khói luôn đó nha các bạn. Giờ mình ăn thử rồi cho các bạn biết là nó ngon như thế nào nha. Đốt các bạn bữa nay là cameraman là ai đó? Các bạn hãy đón thử. Nhìn kem rồi bóc khói luôn các bạn. Ủa nó có cái gì mà nó bóc khói vậy chú? Khí ni tơ. Nhiều rồi chú. Các bạn.
con này là con gì? Con này là con ba khía các bạn. Có ba khía nè, có khô bò nè, mấy con guốc đó các bạn, mấy con guốc rồi. Để mình chọn luôn ăn coi nó ngon nè. Thank you.
cây bò nữa coi nó ra sao các bạn. Cũng ngon hơn cây cá nãy không em. Cái bò ăn có vẻ ngon hơn cây cá bạn. Có nghe mình ăn miếng dưa mà. Dạ mình cũng ăn thử cái ăn cua này coi nó ngon không nha các bạn. Các bạn.